Hello, chào mừng các bạn đến với channel của Mảnh Review. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về sử dụng chiếc mảnh này nhé. Trên tay mình đây là chiếc mảnh Pentax Optio E10. Thì đây là một chiếc máy của hãng Pentax. Máy này có độ phân giải của nó là 10 megapixel. Có nhiều chế độ chụp ảnh như là chế độ chụp ảnh là auto rồi ProRAM rồi các chế độ chụp ảnh chuyên biệt. Nó có thể quay phim ở chuẩn HD ha, sử dụng hai pin AA. Pin AA là cái loại pin như thế này nha các bạn. Thì sẵn đây mình giới thiệu luôn á, là đối với các bạn mà sử dụng những chiếc máy ảnh mà có sử dụng pin AA như thế này á, thì các bạn tìm mua những bộ pin sạc nha. Pin sạc tức là cái pin mà khi mà mình sử dụng hết pin á, mình sẽ cắm vào cái đế sạc để mình sạc. Thì những cái viên pin sạc này mới đảm bảo năng lượng cho máy hoạt động. Còn trường hợp các bạn đi ra chợ, các bạn mua 2 viên 5.000, 2 viên 10.000, thậm chí là 2 viên 20.000, thì những viên pin đó là không có đảm bảo năng lượng cho máy hoạt động nha. Thì những viên pin sạc này thì trên kênh review cũng có bán loại pin này, thì các bạn có thể nhắn tin cho mình nếu mà các bạn có nhu cầu, thì mình cũng có cung cấp cái loại này ha. Thì những pin này mình đã cũng kiểm tra test và sử dụng nhiều lần rồi, mình cảm thấy nó ok ha. Pin sạc là cái pin đó, khi giống như điện thoại đó, khi mà hết pin thì mình cắm vô cái đế sạc mình sạc, sau khi sạc xong thì mình sẽ cắm vào máy ảnh mình sử dụng tiếp. Thì quay trở lại thì máy này thì nó có khả năng zoom của nó là 3x. Máy như thế này ha, cũng rất là ok luôn, cũng rất là khá nhiều chế độ chụp ảnh nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn về sử dụng máy ảnh này nha. Đầu tiên các bạn muốn gắn pin, các bạn gạt chốt này ra nè. Đây là hai viên pin của máy nha. Đó. Khi mà các bạn muốn gắn vào thì các bạn gắn, chú ý là dấu cộng dấu trừ cho nó đúng nha. Bạn nhìn vào trong này, khe này nè, có cái chỗ này, bên đây là dấu cộng, bên đây là dấu trừ nè, mình gắn như thế này là đúng nè. Đó. Còn đây là cái khe cắm thẻ nhớ ha. Cái thẻ nhớ này có tên gọi là thẻ nhớ SD. Các bạn muốn lấy thẻ nhớ ra, mình ấn qua đây một cái, mình sẽ lấy ra như thế này. Đây là thẻ nhớ SD nha. Còn các bạn muốn gắn vào, chúng ta cầm như thế này, chúng ta gắn vào. Và sau đó chúng ta đóng nắp lại. Và các bạn có thể bấm vào nút on off này để khởi động máy nè. Rồi khi mà khởi động xong thì màn hình nó sẽ như thế này ha. Thì cái máy mình đang sở hữu đây thì cái màn hình nó hơi bị vàng bên đây tí xíu nha. Tuy nhiên khi mà các bạn chụp ảnh thì nó không có vấn đề gì đâu, nó là bình thường ha. Rồi cái máy này thì ở trên cái màn hình của nó là để số 1195 nè, tức nghĩa là mình còn có thể chụp được là 1195 ảnh nữa. Đây là cái ngày tháng ha, đây là những cái thông tin nè, đại khái là những cái này, trên đây là những cái thông tin. Rồi cái máy này thì cái zoom xa gần nó sẽ ở đây ha, mình zoom vào là zoom nè, đẩy xa ra nè, zoom vào nè, đẩy xa nè. Còn đây là cái nút chụp của máy ha, ví dụ như các bạn muốn chụp, các bạn bấm nhẹ nút chụp, nó sẽ nghe một cái tiếp đây, xuất hiện cái ô màu xanh ha. Đó, các bạn thấy trên màn hình có cái ô đó là màu xanh đó, sau đó mình bấm luôn nha, mình bấm luôn nè là nó chụp. Rồi làm lại ha. Đó. Rồi mình chụp cái nữa nè. Rồi khi mà các bạn chụp xong, các bạn muốn xem là hình ảnh đã chụp, các bạn bấm vào nút play nè. Thì đây là những cái hình ảnh mình vừa chụp xong ha. Đó. Ví dụ như cái ảnh này mình thấy nó không có đẹp đó, các bạn muốn xóa nó thì ở đây có hình cái thùng rác nè, mình bấm vào đây một cái, nó hỏi mình delete là xóa hay không. Mình lên đây đó, mình chọn delete là xóa nha. Sau đó mình bấm nút ok ha, nút ok đây nè. Rồi nó đang xóa đó. Rồi bây giờ ví dụ như mình muốn xóa ảnh nữa, bấm đây cái nữa, delete, ok thì nó xóa. Rồi các bạn muốn chuyển về chế độ chụp, mình bấm nút chụp đây ha. Nút này là xem là hình ảnh đã chụp nè. Nút này bấm là chuyển về chế độ chụp ảnh. Cái máy này thì cho phép chỉnh về đèn LED ha. Cái đèn LED nó nằm bên đây nè, các bạn bấm nút qua. Thì nó có các chế độ chỉnh về đèn LED. Ví dụ như đầu tiên là auto flash nè. Cái này là đèn LED, tắt đèn LED ha. Flash off thì các bạn thấy nè, có hình đường chéo nè. Ví dụ mình bấm nút ok thì nó xuất hiện cái hình mà có cái đường chéo, ok đèn LED mà có đường chéo này nè, là tắt đèn LED. Mình bấm nút qua đây, mình xuống đây là luôn luôn mở đèn LED nha. Luôn luôn mở đèn LED là lúc nào nó cũng mở hết. Mình bấm qua đây mà bấm xuống đây là đèn LED có chế độ chống mắt đỏ ha. Các bạn nhìn đây nè. Flash on nè, red eye nè. Red eye là có chế độ chống mắt đỏ ha. Bây giờ mình mở đèn LED, mình bấm thử một tấm nè. Rồi, đèn LED đánh ok nha. Rồi đối với cái máy này thì ở bên đây á, hiện nay trên cái hình này nó có cái hình mặt cười này, là gọi là nhận diện gương mặt ha. Tức là khi mình chụp con người á, thì nó sẽ thấy được cái da mặt, rồi nó sẽ biết được cái đó là gương mặt, và nó sẽ chụp, nó lấy nét chỗ đó. Mình bấm vào đây cái là đây, nó không tắt được rồi. Hiện nay chế độ auto nó như thế ha, chút xíu mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp.
Tiếp theo các bạn bấm nút qua bên trái nè. Bên trái này là chế độ lấy nét ha. Nếu như các bạn chụp bình thường cơ bản thì các bạn để là chữ AF. AF là chế độ lấy nét AF tự động. Mình xuống đây là lấy nét macro ha, để chữ focus mode macro nè. Chụp macro là chụp những cái vật thể cận cảnh, ví dụ như mình chụp cái bàn tay của mình để gần như thế này nè, hoặc là mình chụp chiếc nhẫn, hoặc là mình chụp cái bông hoa này kia đó, gọi là chụp macro đó, chụp cận cảnh đó, chụp thức ăn này kia đó. Rồi mình bấm này, mình xuống đây là infinity, focus mode infinity là lấy nét về vô cực. Tức là cái này là áp dụng khi mình chụp phong cảnh đó nha, lấy nét về vô cực. Và xuống đây là lấy nét kiểu pan focus. Thì đối với các bạn mà mới tập chơi á thì hoặc là các bạn chụp bình thường đó thì các bạn để dưới AF này là được nha. Không có cần thiết phải chỉnh những cái chỗ khác đâu. Đó là chỉnh về lấy nét. Mình bấm nút mode xuống này á thì nó có các nhiều chế độ chụp ảnh nha. Đầu tiên này là auto pick. Auto pick này là auto picture ha, là chế độ chụp ảnh auto. Nếu như các bạn qua đây là chế độ là program. Chế độ program là những chế độ mạnh mẽ ha. Nó sẽ có nhiều chức năng chỉnh và tí xíu mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh tiếp nha. Mình qua đây night scene, night là ban đêm, scene là cái phong cảnh vào ban đêm nha. Qua đây là chụp chân dung vào ban đêm ha. Mình thấy đây là thấy cái người với cái ngôi sao là chụp chân dung nha. Mình bấm vào đây là giống như chụp là như chụp đề mi nữa, người để làm hình thẻ này kia gì đó. Mình bấm xuống đây là quay phim ha. Các bạn muốn quay phim các bạn bấm vào nút ok nè. Thì lúc đó trên màn hình nó xuất hiện cái hình cái máy quay phim này là đang ở chế độ quay phim. Nó báo cho mình biết là còn 23 phút 35 giây đó là cái thời lượng quay được. Bây giờ mình muốn quay phim bấm nút chụp. Khi mình bấm nút chụp nó nghe một cái tít đây nè, và cái thời gian nó sẽ giảm dần ha. Đó, mình đang quay nè. Rồi, chào các bạn nha. Đó. Thì các bạn muốn tạm dừng quay phim mình bấm nút chụp cái nữa nó sẽ tạm dừng và nó lưu cái đoạn quay vào trong thẻ nhớ. Các bạn có thể bấm vào nút play đây để xem lại cái đoạn vừa quay ha. Mình thấy cái hình trên đây là cái này là quay phim nha. Mình thấy ở đây có bốn cái dấu nè, cái dấu mũi tên màu xanh lên đây nè là chiếu lại. Mình bấm lên trên nè là đang chiếu nè. Nó đang chiếu và nó có âm thanh đầy đủ ha. Rồi mình bấm nút chụp để tạm dừng. Mình có thể bấm nút play để xem lại, còn mình muốn xóa thì các bạn bấm vào nút xóa và chọn delete là xóa. Rồi bấm nút chụp sẽ chuyển qua chế độ chụp. Ở trên này có cái nút này nè, là nút trên này là chụp hẹn giờ ha. Mình bấm lên trên này nè, đầu tiên nó ra chữ try mode nha. Và mình bấm nút qua đây nè. Các bạn thấy nè, đầu tiên cái này là try mode, tức là chụp đơn một tấm, chụp bình thường đó. Tức là mình bấm nút chụp nó sẽ chụp một lần, sau đó nó ngưng, và mình bấm nút chụp lần nữa thì nó sẽ chụp lần nữa. Mình chuyển qua đây là chế độ chụp hẹn giờ. Mình bấm nút xuống như này ha. Nó có hẹn giờ này, chụp hẹn giờ 2 giây và chụp hẹn giờ 10 giây. Ví dụ mình chọn chụp hẹn giờ đây, bấm nút OK đi thì nó sẽ xuất hiện cái hình mà chụp hẹn giờ đây nè, cái đồng hồ nè. Là mình bấm nút chụp thì 10 giây sau nó sẽ chụp nha. Hiện nay trên màn hình là cái mode là nó mode quay phim, mình bấm vào chỗ khác nha. Thì mình đã giới thích cho các bạn tới đây rồi. Các bạn bấm vào đây là chụp ảnh về phong cảnh nha. Mình bấm vào đây là chụp bông hoa, flower này, hình như bông hoa nè. Bấm vào đây là để dành chụp capturing portrait, giống như là chụp nhìn cho thấy cái da nó đẹp hơn. Cái này giống như là chụp chân dung vậy đó nha, chụp chân dung đó. Này là portrait chụp chân dung nè. Mình bấm vào đây surf and snow là chụp tuyết, hoặc là chụp ở nơi có bãi biển. Mình bấm đây sport là chụp thể thao ha. Chụp là chụp vật thể di chuyển. Mình bấm ở đây là chụp có chế độ chống rung là digital SR, là có chế độ chống rung. Ở đây là chụp trẻ con nha. Pet là động vật, food là thức ăn. Cái này email for people and hair này giống như là chụp mà có làm da mặt nó đẹp hơn vậy đó. Đây các bạn thấy là smooth này ha, là mịn màng hơn vậy đó, mượt mà hơn vậy đó. Ở đây là chụp nơi có đèn cày đèn nến nha. Ở đây là chụp ảnh panorama ha. Qua đây là chụp là có cái khung hình. Ví dụ mình bấm vô đây nó sẽ cho mình cái khuôn hình. Đang load nha, đang tải dữ liệu nha. Đó, ví dụ như mình chọn hình trái tim đi, mình chọn hình trái tim thì khi mình chụp đó, thì nó sẽ ra trái tim cho mình. Thì cái này đang load dữ liệu nha. Đó, ví dụ mình chọn đây nè, mình chụp á.
Đó, mình chụp thì nó sẽ có cái đường bao, đường viền viền bên ngoài, đại khái là như vậy. Rồi tiếp theo mình bấm qua đây là mặt trời mọc, mặt trời lặn nha. Rồi đó là chuyển về chế độ bình thường lại. Thì các chế độ trong đây nó gọi là các chế độ chụp ảnh được nhà sản xuất thiết lập sẵn. Ví dụ như mình nói mình chụp phong cảnh thì nhà thì cái máy này nó hiểu, mình bấm mình chọn về phong cảnh nè. Chọn phong cảnh đây đúng không? Mình bấm đây nè thì máy nó sẽ hiểu và nó sẽ chỉnh trong máy này làm sao cho đảm bảo tối ưu khi mình chụp phong cảnh. Thì đó là bốn chức năng của bốn phím này. Ngoài ra thì ở đây cái nút OK nè, các bạn bấm vào đây một cái nó xuất hiện đây những cái thông tin ha. Đây gọi là những cái thông tin nè, mình bấm vào đây cái nó sẽ để đây cho mình biết thêm thông tin là 7M là 7 megapixel này, ISO là auto. Mình bấm thêm cái nữa là tắt những thông tin nha. Các bạn đợi mình chứ mình chỉnh cái này á. Hiện nay cái máy này đang chọn chế độ là Power Save, là chế độ tiết kiệm năng lượng là 15 giây. Do đó mình không sử dụng 15 giây thì cái màn hình nó tối, mình thấy quay clip nó không có thực tế, nó phiền phức, cho nên mình chỉ có 1 min là 1 phút ha. Thì mình cũng giải thích luôn chỗ này là Power Save là chế độ tiết kiệm năng lượng. Rồi, tiếp theo thì các bạn có thể nãy mình giải thích ở đây rồi, bấm đây cái nó xuất hiện nè, bấm để tắt. Đó. Rồi ở đây có nút này, nút green ha, nút green mode nè, bấm nút đây nè. Mình thấy cái hình cái đốm xanh xanh này nè, khi mình bấm vô đây nó xuất hiện cái hình này nè, gọi là nút green nha, gọi là green mode. Thì chế độ green mode này chế độ dễ sử dụng hoặc là áp dụng khi mà các bạn đưa máy này cho trẻ con chụp á. Thì các bạn cứ bấm ở đây thì trẻ con nó sẽ sử dụng đơn giản chứ green nè. Còn các bạn nào mà biết máy ảnh chỉnh nhiều này kia, mình muốn chỉnh này kia thì các bạn chọn những chế độ khác. Các bạn có thể bấm vào chữ menu này ha. Bây giờ mình tắt chế độ RIN đi, mình bấm ở đây nó sẽ giữ đây nè. Mình bấm chữ MOD đi, mình chuyển vào chế độ RAM nha. Chế độ B á là chế độ cũng khá là thông minh, khá là hay của máy này. Bây giờ mình bấm vào chữ menu. Menu thì ở đây cái có hai cái thẻ ha, thẻ RED và thẻ bên đây là thẻ setting. Bây giờ mình sẽ nói cái thẻ RED trước. Thẻ RED thì bây giờ mình bấm xuống đây là đầu tiên, cái dòng đầu tiên là chọn về độ phân giải hình ảnh hoặc là chất lượng hình ảnh nha. Mình bấm nút qua đây nè, chất lượng là 10 megapixel, 7 megapixel gì đó, thì các bạn chọn 10 megapixel là mà có chữ khác là chất lượng cao nhất. Đối với các bạn thích chụp ảnh chất lượng cao đó thì chọn chỗ đây ha. Mình xuống đây là focus area là cái điểm lấy nét, cái điểm mà ô xanh xanh dưới giữa đó. Thì nó có 3 điểm là ô xanh, cái ô lớn nè, ô vuông nhỏ và ô tròn. Thì các bạn chọn cái nào cũng được, thì mình thích chọn cái trên này ha. Ở đây là sensitivity này là ISO nha. ISO thì các bạn có thể bấm nút qua đây nè, các bạn chỉnh ISO. Mình có thể chỉnh là auto ISO hoặc là 100, 200, 800 gì đó. Thì khuyến khích là các bạn để là auto ha. Còn nếu mà các bạn nào am hiểu chuyên sâu về máy ảnh thì các bạn có thể chỉnh những thông số ISO này theo cái ý của mình. Các bạn xuống đây là EV này là bù trừ sáng, mình thấy đây ha, mình bấm nút qua đây nè. Là dấu cộng nè. Khi mà các bạn muốn chụp cái ảnh mình nó sáng hơn bấm về hướng dấu cộng nha. Còn khi mà các bạn chụp cái ảnh mình không muốn tối đi thì bấm về hướng dấu trừ. Bình thường thì các bạn thấy là mình để đây là cái dấu trừ này, cái màn hình nó rất là tối. Rồi, bình thường thì các chỗ này các bạn để lấy giá trị là 0 là được nha. Movie là quay phim, phim thì có là record pixel, thì các bạn chọn chất lượng cao thì chọn cái số 1280 là chất lượng cao của máy này khi mà quay phim. Mình xuống đây là zoom digital là mở chế độ zoom, thì muốn chọn này bấm vào đây nè là nó check, còn không thôi. Rồi mình xuống đây là memory là cái độ nhớ, xuống đây deck imprint là hiển thị cái ngày tháng lên trên ảnh, thì các bạn có thể bấm đây là hiển thị ngày và ngày và giờ hoặc là giờ không nha. Rồi thì mình đó là các chỉnh ở trong cái thảnh mà cái thẻ mà red mode này mình đã giải thích các bạn này ha. Đó. Rồi các bạn có thể bấm qua bên đây để mà chuyển qua thẻ setting ha. Setting gồm có là đầu tiên là sao là âm thanh nè, mình có thể chỉnh âm thanh. Ví dụ âm thanh khởi động máy, âm thanh trình chiếu lại, âm thanh khi startup là khởi động, âm thanh khi bấm máy, âm thanh nội bộ, rồi âm thanh chụp hẹn giờ này kia các kiểu, đây các bạn có thể chỉnh nha. Ví dụ mình muốn thì mình chỉnh là kiểu 1, kiểu 2, kiểu 3. Đó. Kiểu 1 là
Đó, cái âm thanh nó khác khác vậy đó ha. Rồi mình có thể bấm nút menu, mình tiếp tục bấm qua đây là setting nè. Mình xuống này sao thì mình đã giải thích rồi đó ha, những cái âm thanh nè. Mình xuống đây date adjust là chỉnh ngày tháng, mình có thể chỉnh nè. Chỉnh đây ha, ngày tháng năm, năm tháng ngày gì đó. Mình xuống đây world time là thời gian quốc tế nha. Ví dụ như mình đi du lịch đó, mình nó có thay đổi về thời gian, mình có thể cài đặt đây. Language là ngôn ngữ ha. Thì nó có nhiều ngôn ngữ lắm. Ngôn ngữ là tiếng tiếng Anh nè, tiếng Việt nè. Không có tiếng Việt nha, mình xin lỗi nha. Đó, hiện nay là chuyển lên đây là chế độ tiếng Anh đây nha. Mình bấm nút OK nè. Rồi mình xuống đây file folder là tên thư mục, mình cứ để là standard ha. USB thì các bạn chọn là cái nào cũng được, cái nào mà các bạn kết nối được USB thì các bạn cứ chọn nha. Rồi video out là cái quay phim thì các bạn chọn là NTSC. Brightness level là độ sáng màn hình, các bạn có thể bấm mức giữa hoặc là tăng hoặc là giảm ở đây độ sáng màn hình nha. Power save là tiết kiệm pin, mình chọn 1 min này tức là 1 phút. Tức là sau khi 1 phút mình không sử dụng thì cái màn hình nó sẽ tự động tắt hoặc tối đi nha, nó giảm dần để tiết kiệm pin. Auto power up là tự động tắt máy khi không sử dụng. Thì cái máy này nếu mình không sử dụng thì mình chọn 3 min này là 3 phút, thì sau 3 phút không sử dụng nó sẽ tự động tắt cho mình. Reset là những cài đặt ban đầu của nhà sản xuất. Delete là xóa là những hình ảnh đã delete, này là xóa ảnh nha. Là xóa tất cả đó. Đây là delete all là xóa tất cả. Rồi format là thẻ nhớ. Ví dụ như các bạn muốn format, các bạn bấm nút qua đây nè, mình chọn lên format đây, bấm nút OK nó sẽ format là thẻ nhớ. Rồi, OK thì mình cũng vừa hướng dẫn các bạn rất là đầy đủ, rất chi tiết về sử dụng chiếc máy ảnh này nha. Thì mình cũng xin giới thiệu các bạn, mình tên là Máy Ảnh Review. Hiện nay mình đang bán rất là nhiều máy ảnh trên kênh Facebook và trên kênh Instagram của mình là Máy Ảnh Review. Thì khi nào các bạn có nhu cầu tìm cho mình những chiếc máy ảnh thì có thể ghé vào những đường link mình để bên dưới nhé. Thì bên mình là một cái kênh bán hàng rất là uy tín, rất là chuyên nghiệp. Thì hy vọng là các bạn sẽ yêu mến mình và ủng hộ mình nhé. Chào các bạn.